Ngày 14 tháng 11 năm 2023, Trung tâm Y tế huyện Tam Nông tổ chức khai trương phòng khám đa khoa khu vực Dân Quyền. Dự buổi khai trương có đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện, đồng chí Phan Đức Tài, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện, lãnh đạo Phòng Y tế huyện, Giám đốc, Phó Giám đốc, trưởng các khoa của Trung tâm Y tế, lãnh đạo Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cùng bà con nhân dân xã Dân Quyền. Phòng khám đa khoa khu vực Dân Quyền được thành lập và đi vào hoạt động theo quyết định số 815 của Giám đốc Trung tâm Y tế huyện ngày 25 tháng 10 năm 2023. Nhân lực phòng khám gồm 2 bác sĩ đa khoa, 1 bác sĩ chuẩn đoán hình ảnh, 2 bác sĩ y học cổ truyền, phục hồi chức năng cùng các điều dưỡng, kỹ thuật viên có trình độ chuyên môn, năng lực công tác tốt đảm bảo công tác khám chữa bệnh cho người dân. Phòng khám được đầu tư trang thiết bị đồng bộ, hiện đại phục vụ tốt công tác khám chữa bệnh như máy siêu âm 4D, hệ thống máy xét nghiệm huyết học, sinh hóa, máy nội soi cổ tử cung, máy điện tim, X-quang kỹ thuật số. Hiện tại đơn vị đang hoàn thiện thủ tục mua máy chụp cắt lớp CT sẽ đưa vào sử dụng trong năm 2024. Phòng khám đa khoa khu vực Dân Quyền cung cấp các dịch vụ khám chữa bệnh cơ bản như khám chuyên khoa nội, ngoại, sản, nhi, y học cổ truyền, thực hiện chăm sóc, quản lý sức khỏe người cao tuổi, quản lý bệnh mãn tính không lây nhiễm, tầm soát và quản lý các bệnh lây nhiễm mãn tính, sàng lọc, tầm soát các bệnh ung thư phổ biến, quản lý thai nghén cho phụ nữ có thai. Đặc biệt, khi đến khám, chữa bệnh tại đây, người dân được hưởng đầy đủ các quyền lợi về bảo hiểm y tế theo quy định của nhà nước. Xây dựng và phát triển phòng khám đa khoa khu vực Dân Quyền nhằm cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe cơ bản, toàn diện, liên tục và thuận lợi cho mọi người dân và cộng đồng. Đảm bảo người dân trong khu vực được tiếp cận các dịch vụ y tế chăm sóc sức khỏe ban đầu thuận tiện với chất lượng tốt và chi phí thấp nhất, đặc biệt là người nghèo và người có thu nhập thấp, đảm bảo công tác khám, chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe cho người dân tại địa phương.